Xin kính chào tất cả quý chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là chị Vũ Thái Hòa, đến từ ô tô 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 3 và số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngày hôm nay thì bên em lại về một sản phẩm rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5L, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2019. Xe một chủ từ đầu chạy hơn 4 vạn km, mang biển số gốc thành phố. Biển gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và ngay bây giờ đây thì em Thái Hòa sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết chiếc xe hơn với quý anh chị. Xe thì được khoác lên mình màu bạc, cũng là một cái màu rất đẹp và sạch của Honda CR-V. Hôm nay em sẽ giao một cái giá mà anh chị có thể sốc khi em đang chào bán chiếc xe này rẻ nhất trên thị trường chuyển nhượng anh chị nhé. Rất là xin lỗi quý anh chị khi em đang quay phim trong nhà, nhưng mà nhà đang mất điện nên là em lại phải lôi ra ngoài em quay, nhìn nó sẽ không được đẹp bằng, nhưng không sao cả. Quan trọng nhất vẫn là cái xe đẹp, đúng không ạ? Quan trọng nhất vẫn là xe đẹp. Cái kiểu dáng và cái form dáng mới của Honda CR-V nó đã đỡ bị gù và đỡ bị tù túng hơn so với trên cái thế hệ cũ rồi. Đó, bản L cao cấp nhất, xe sẽ được trang bị đèn full LED trước sau này, cốp điện này, ống xả kép rất thể thao và cân đối. Đối với những chiếc xe lướt như thế này thì bên em chắc là quan trọng nhất vẫn là về giá thôi, đúng không ạ? Còn chất lượng thì xe thì bên em anh chị hoàn toàn yên tâm tuyệt đối. Chắc là anh chị cũng không xa lạ gì với kênh TikTok Thái Hòa Auto 88 của em, đúng không ạ? Vâng ạ. Những chiếc xe thì em mua được trên TikTok rất là nhiều để về phục vụ của khách hàng. Và phương châm của bên em bán xe là không làm xe lỗi, cam kết không đâm đụng, không đập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội, và đặc biệt cam kết thêm hạng mục là km zin. Con này km zin đấy anh chị nhá. Xe được trang bị đèn full LED trước sau này. Đó, giải LED định vị ban ngày của chiếc Honda CR-V nó rất là đẹp. Sơn zin trên chiếc xe sau khoảng 4 năm sử dụng thì vẫn còn khoảng 95%, cũng là một tỷ lệ rất cao luôn anh chị nhá. Dàn lốp Michelin vẫn còn rất là dày, đúng không ạ? Vành bông hoa thì chưa quả nào bị xước cả. Nói chung là chiếc xe này thì em cảm nhận là chủ xe người ta giữ xe anh chị ạ, người ta giữ xe chưa đi không hề phá một chút nào cả. Cái chất xe mà đi phá thì kể cả những ông đi một vạn thôi cũng đã phá tan tành cái xe rồi. Cái xe nhìn nó nhầu, nó cũ lắm anh chị ạ. Mua phải mua được những con xe như thế này này, đi nó mới sướng. Rồi cùng xem qua nội thất của chiếc xe ạ. Wow. Chiếc xe đã qua 4 năm sử dụng nhưng nội thất của chiếc xe vẫn cực kỳ tươi và đẹp anh chị ạ. Anh chị thấy không ạ? Bộ ghế da cao cấp của chiếc Honda CR-V có đục lỗ thông hơi, vẫn rất mới và chưa nhầu. Đó. Vô lăng 3 chấu của chiếc xe được trang bị rất là nhiều nút bấm, nghe gọi điện thoại này, tăng giảm âm lượng này, lẫy chuyển số trên vô lăng này. Và ở thời điểm này thì xe vẫn được trang bị cái âm lượng cảm ứng cũng rất là hay ho anh chị nhé. Tiếp đến là xe được trang bị những cái giả vân gỗ, trông nó cũng rất là sang trọng. Đó, khu vực táp ly của chiếc xe cũng được bọc da hoàn toàn. Phanh tay điện tử auto hold, màn hình cảm ứng rất là mới. Đó, ở trên đây thì xe được cái mặt đồng hồ hiển thị thì được trang bị dạng LCD. Ngoài ra là gia chủ có lắp thêm cái cảm biến áp số lốp đấy anh chị nhá. Đó. Tiếp đến nữa này, cửa sổ trời toàn cảnh. Cái này chỉ có bản L cao cấp nhất mới được trang bị thôi ạ. Cần số vô lăng của chiếc xe vẫn còn rất mới luôn ạ. Hay là ghế phụ của chiếc xe cũng vậy, rất rất mới luôn anh chị nhá. Rất mới luôn. Hàng ghế sau của chiếc xe thì sao ạ? Đó, cũng rất là mới. Nói chung chiếc xe này anh em mua về rất yên tâm và sử dụng thôi ạ. Hàng ghế thứ 3 của chiếc xe thì gần như không có người dùng tới. Đó, hàng ghế thứ 3 gần như không có người dùng tới, thành ra nó còn rất là mới. Nhiều chỗ ni lông trên xe vẫn còn chưa bóc cơ ạ. Đó, có thêm cả ba tựa đầu này, rồi là bệ tì tay này, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 này. Rồi, đến phần quan trọng nhất là giá thôi, đúng không ạ? Còn em bảo rồi, xe của em anh chị không cần đặt cọc. Anh em mình trao đổi về giá trước, thống nhất về giá trước, ok thì anh chị đi check. Đi check xong cảm thấy xe mua được, ok, thoải mái được thì đặt cọc cho em Thái Hòa. Đó, em làm việc thích làm việc rõ ràng ngay từ ban đầu, đỡ mất lòng anh em, đỡ mất thời gian đi lại của anh em, đúng không ạ? Hiện tại chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5L nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, sản xuất và đăng ký năm 2019, chạy 4 vạn km, mang biển số gốc thành phố, đang được Auto 88 chào bán một mức giá rẻ nhất trên thị trường chuyển nhượng là 845 triệu đồng. Và mức giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá anh chị nhé. Đó, chiếc xe này thì bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 0961408888, hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa, hoặc qua kênh TikTok chính thức của em là Thái Hòa Auto 88. Em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Xin hẹn gặp lại anh chị ở clip lần sau anh chị nhé. Xin chào mọi người ạ.